Xin chào đại gia đình Văn Lan, mình là Thanh Thanh, rất vui được đồng hành cùng tất cả các bạn trong bản tin tuần Văn Lan News số 91. Bản tin được phát sóng định kỳ vào chủ nhật hàng tuần trên fanpage và YouTube của Văn Lan University. Và đây cũng là nơi cung cấp những thông tin nóng hổi về các hoạt động, sự kiện của cộng đồng giảng viên, sinh viên trường đại học Văn Lan. Trong chương mục Chuyển động Văn Lan thì Thanh Thanh xin mời các bạn cùng điểm qua những hoạt động hợp tác của các đơn vị, bên cạnh đó là nhịp sống nhộn nhịp của sinh viên và giảng viên trường đại học Văn Lan trong suốt một tuần vừa qua. Ngày 4 tháng 5 năm 2023, khoa ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc cùng khoa du lịch đã gặp gỡ và trao đổi với bà Kim Mi-yeon, lãnh sự phụ trách về văn hóa của Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau buổi trao đổi, đơn vị thống nhất đồng tổ chức cuộc thi giao lưu văn hóa ẩm thực Việt Hàn dự kiến diễn ra vào tháng 8 năm 2023. Cuộc thi sẽ là một trong những chương trình trọng điểm của trường Đại học Văn Lan dành cho cộng đồng sinh viên nói chung và các bạn sinh viên có đam mê với ngôn ngữ, văn hóa và cảnh quan du lịch Hàn Quốc nói riêng. Cuộc thi quy tụ nhiều doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực ẩm thực, chung tay tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm dành cho sinh viên như thực hành các món ăn truyền thống của Hàn Quốc, học cách làm kim chi, kimbap. Ngày 5 tháng 5 năm 2023, Khoa Công nghệ Sáng tạo Trường Đại học Văn Lan đón tiếp đoàn đại biểu công ty trách nhiệm hữu hạn Digital Works Việt Nam đến thăm và làm việc. Dựa trên trao đổi của hai đơn vị, trong thời gian sắp tới, sinh viên Khoa Công nghệ Sáng tạo sẽ có được cơ hội trải nghiệm và tiếp cận gần hơn với những xu hướng phát triển công nghệ sáng tạo game và hoạt hình mà Digital Works Việt Nam đang phát triển. Đồng thời còn kết nối giữa công ty với nhà trường trong việc xây dựng chương trình đào tạo gắn liền với yêu cầu của doanh nghiệp và nhu cầu xã hội. Mong rằng hợp tác giữa Khoa Công nghệ Sáng tạo và công ty trách nhiệm hữu hạn Digital Works Việt Nam sẽ ngày càng thắt chặt và tăng cơ hội trải nghiệm học tập cho sinh viên tại môi trường công ty, doanh nghiệp. Ngày 5 tháng 5 năm 2023, 4 sinh viên khóa 25 ngành kế toán, chương trình đào tạo đặc biệt đã hoàn thành buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cuối khóa. Các đề tài tập trung vào các vấn đề phân tích báo cáo tài chính, vận dụng phương pháp nghiên cứu trong kế toán, nâng cao năng lực phân tích bằng cách phân tích vấn đề thực tiễn và đưa ra các giải pháp giải quyết vấn đề thực tiễn. Thông qua trình bày trực tiếp, sinh viên lần lượt lắng nghe câu hỏi và những góp ý từ hội đồng để hoàn thiện kiến thức chuyên môn. Văn Lan News chúc mừng các bạn đã hoàn thành chặng đường cuối cùng trên hành trình 4 năm đại học của mình. Chúc các bạn sẽ đạt điểm số như mong muốn nha! Ngày 5 tháng 5 năm 2023, Khoa Điều dưỡng và Kỹ thuật Y học Trường Đại học Văn Lan tổ chức buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp dành cho hai bạn sinh viên khóa 24. Hai đề tài: nghiên cứu sự thay đổi số lượng tế bào ngoại vi ở bệnh nhân sốt xuất huyết dengue của bạn Bùi Thị Bảo Trâm và đề tài nghiên cứu hoạt độ AST, ALT ở bệnh nhân sốt xuất huyết dengue của bạn Lục Kim Nhung được đánh giá cao bởi ứng dụng tốt kiến thức chuyên môn đã học trong chương trình đào tạo. Đề tài sát với nhu cầu của thực tiễn của ngành y hiện tại. Văn Lan News xin chúc mừng hai bạn, mong rằng khóa luận tốt nghiệp sẽ là tiền đề cho những nghiên cứu và cống hiến cho ngành y học Việt Nam trong tương lai. Trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2023, phương thức xét tuyển sớm bằng học bạ trung học phổ thông giúp thí sinh tăng cơ hội trúng tuyển, sớm xác định được kết quả xét tuyển. Nếu đủ điều kiện trúng tuyển về điểm, thí sinh chỉ cần vượt qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ được công nhận trúng tuyển chính thức. Điều này sẽ giúp các sĩ tử giảm áp lực đáng kể đối với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Từ ngày 5 tháng 5 năm 2023 đến ngày 15 tháng 6 năm 2023, Trường Đại học Văn Lan tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển sớm phương thức xét tuyển học bạ trung học phổ thông đợt cuối năm 2023 với 61 ngành đào tạo, mở rộng cơ hội vào đại học mong muốn cho thí sinh trên khắp cả nước. Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển dao động từ 18 đến 24 điểm. Đối với phương thức xét học bạ, xét tuyển thẳng và xét bằng điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Văn Lan công bố nhận hồ sơ xét tuyển sớm và tiến hành xét tuyển gửi thông báo trúng tuyển sớm cho thí sinh trước tháng 7 năm 2023. Tất cả kết quả trúng tuyển sớm này sẽ được đảm bảo chắc chắn trúng tuyển chính thức cho thí sinh nếu các bạn giữ nguyên lựa chọn trúng tuyển sớm là nguyện vọng 1 khi đăng ký trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Văn Lan News chào đón Úc Cưng khóa 29 gia nhập đại gia đình Văn Lan. Mười một AM Fashion Show được coi là đặc sản của các bạn sinh viên trong ngành thiết kế thời trang, thu hút sự quan tâm của cộng đồng sinh viên, giảng viên Văn Lan.
Và bên cạnh đó, sự kiện còn có sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế thời trang, tạp chí thời trang uy tín. Và năm 2023, 11AM Fashion Show đã quay trở lại với hơn 150 thiết kế vô cùng độc đáo và ấn tượng. Và đến với phần tiêu điểm Văn Lang tuần này thì xin mời các bạn hãy cùng nhìn lại những bộ thiết kế vô cùng độc đáo và ấn tượng của các bạn sinh viên trong buổi Fashion Show này nha.